Xin chào quý lại là mọi người đây. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn thể loại đua xe siêu hấp dẫn này nha. Nhân vật chính tên Roy là một người thợ đam mê xe tốc độ. Trong lúc anh cùng vợ con đang đi trên đường, bất ngờ lại bị chiếc xe phía sau đá pha dí còi, rồi vượt lên khiêu khích. Thấy vậy anh vội vàng đuổi theo. Sau khi chắc chắn được rằng Jonas cũng là tay đua chuyên nghiệp, Roy liền thách thức anh ta tham gia cuộc đua. Không do dự gì, Jonas liền đồng ý. Cuộc đua đã bắt đầu. Hai người không ngừng phi như bay trên đường, đến chiếc máy bắn tốc độ của cảnh sát cũng không bắt kịp, khiến bọn họ phải vội vàng đuổi theo phía sau. Vì là không phải trong trường đua, trước mặt là chiếc xe tải đang lao tới, không những Roy không hề chịu nhường đường mà còn phóng hết cỡ để lách qua, nhưng lại khiến chiếc xe lật nhào. May mắn hai người vẫn bình an vô sự. Đúng lúc này nước ối của vợ Roy bất ngờ vỡ ra, vì chuyện đó mà cô ấy đã sinh non. Biết được những chuyện mà Roy gây ra, khiến mẹ vợ tức giận đã đuổi anh đi vì gây nguy hiểm cho con bà và cháu gái. Đúng lúc này cảnh sát cũng đến nơi bắt Roy đi. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 14 năm. Lúc này Roy và vợ đã ly hôn và hiện giờ anh ấy đang sở hữu một gara ô tô to nhất bang. Đúng lúc này vợ cũ liền đưa theo con gái Nina đến để nhờ anh trông chừng cô nhóc, khiến Roy vô cùng bất ngờ vì anh không nhớ mình đã đồng ý chăm sóc cô nhóc lúc nào, mà điều duy nhất anh nhớ là cuộc đua xe sắp diễn ra. Nhận thấy ánh mắt những người xung quanh đang lên án mình, cuối cùng Roy cũng đành phải đồng ý, được trải nghiệm cuộc sống của cha mình, khiến Nina vô cùng thích thú. Trong lúc ông Bo có màn chui gầm xe thì cô em người yêu đã tiến tới khóa mục tiêu. Một kịch bản phim Nhật được diễn ra như mọi ngày. Nhưng đáng tiếc là cô con gái đang quan tâm ông Bo hơn bao giờ hết. Vài ngày sau Roy đã tham gia một trận đua lớn, chỉ qua mấy vòng đầu thôi, anh đã xuất sắc dẫn trước và thành công lấy được tấm vé vào trận chung kết. Trong lúc Roy đang kiểm tra lại xe trước khi thi đấu, thì Nina liền đem một thanh sô-cô-la đến chúc cha may mắn. Thấy vậy Roy cũng rất vui vẻ. Nhưng đúng lúc này và em xinh tươi lại lướt qua, thấy vậy Roy liền đi tới tán tỉnh. Điều đó làm cô con gái rất tức giận, liền động tay vào chiếc xe yêu của cha. Sau đó lấy lại thanh sô-cô-la may mắn. Tuy nhiên Roy lại không hề biết chuyện đó, mà vẫn tiếp tục tham gia trận đấu. Nhưng Roy chưa đi được bao xa thì chiếc xe đã hỏng, đồng nghĩa với việc anh đã thua cuộc. Điều này khiến những người cổ vũ anh vô cùng thất vọng. Roy chỉ hận không có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng đúng lúc này Jonah lái một chiếc xe từ bên ngoài lao vào, không ngừng drift tạo ra một làn khói trắng mù mịt để nhằm khiêu khích Roy, khiến anh tức đến phát điên, không chịu để Roy được yên. Trong bữa tiệc tối, Jonah bất ngờ đi đến không ngừng nẹt bô, khiến Roy như hiểu ra được điều gì liền đi xuống. Vừa tới nơi, chiếc xe không ngừng vây lấy khiêu khích anh. Không những vậy, Jonah còn liên tục phỉ báng và coi thường Roy, và cho rằng anh tham gia trận đấu với một con xe cũ kỹ. Vậy nên Roy thua trong trận đấu là điều hiển nhiên. Nghe vậy anh rất tức giận. Để kết thúc trò trêu chọc của Jonah, Roy liền đồng ý lời thách thức của anh ta. Đó là tham gia vào cuộc đua đường phố bất hợp pháp từ Oslo đến Nordkapp, với quãng đường là 2.211 km. Và chỉ có một quy tắc, đó là không được lái xe qua Thụy Điển. Sau khi thỏa thuận xong thì Jonah mới chịu rời đi. Tối hôm sau mọi người đông đủ tham gia cuộc đua hành trình dài này. Roy quyết tâm sẽ cho Jonah phải không phục mình, để anh ta không thể dương hoài như vậy nữa. Ánh mắt hai đối thủ nhìn nhau đắm đuối. Trong lúc Roy lên xe, anh đã phát hiện ra con gái trốn ở phía sau. Ngay lập tức liền đuổi cô nhóc xuống, vì không muốn Nina sẽ gặp bất cứ nguy hiểm gì. Điều này khiến cô nhóc vô cùng tức giận. Rất nhanh tất cả mọi người đã vào vị trí. Trận đấu hội tụ rất nhiều con chiến mã cực đỉnh. Dân mê xe thì cứ phải gọi là xếp hàng ngóng trông. Rất nhanh cuộc đua đã bắt đầu. Ai nấy đều vui vẻ hào hứng. Một đoàn xe đi thành hàng dài, cứ vậy mà phi như bay trên đường. Đến chiếc máy ảnh cũng không kịp chụp lại toàn bộ mà cứ thế cháy máy luôn. Lúc này Roy vẫn rất vui vẻ, mà không hề biết rằng con gái đã lên xe của một người khác. Đến khi họ dừng lại nghỉ ngơi thì Roy mới phát hiện ra, thấy con gái anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà đành dẫn theo con gái cùng tham gia cuộc đua. Điều này khiến cô nhóc vui mừng ra mặt. Lúc này tốc độ tối đa của các tuyển thủ đã lên đến 300 km/h. Cuộc đua cũng bắt đầu trở nên gay cấn. Ai nấy đều ra sức tranh đấu, với mong muốn bỏ xa càng nhiều đối thủ càng tốt.
chẳng mấy chốc mặt trời cũng dần ló. Số người tham gia cuộc đua không ngừng giảm mạnh vào buổi bình minh. Mặt khác, phía cảnh sát đã phát hiện ra cuộc đua trái phép này. Vì vậy, họ đã tạo ra một rào cản đợi tóm gọn nhóm đua. Phía Roy lúc này cũng xảy ra sự cố. Johnina đã bị dị ứng khi ăn phải chiếc bánh mì có chứa các loại hạt. Thấy vậy, anh vô cùng hoảng loạn, đành phải lái xe đến một bệnh viện gần đó. Rất nhanh, Nina đã được đưa vào cấp cứu. May mắn là bọn họ kịp thời đến đây, vì vậy mới thoát được một mạng. Tuy nhiên, lúc này Nina lại nhất quyết muốn tiếp tục cuộc đua, mà không chịu trở về nhà, khiến Roy đành phải tiếp tục cuộc đua. Lúc này bọn họ đã đi được 2/3 quãng đường, nhưng những người dẫn đầu đều đã bị cảnh sát tóm gọn. Bên này, những người bạn của Roy trong lúc đổ xăng đã vô tình biết được về sự xuất hiện của hàng rào cản từ một người bản địa, liền trả giá để anh ấy giúp đỡ họ vượt qua nó. Sau đó vội thông báo chuyện này cho hai cha con Roy. Ngay lập tức bọn họ đã tập hợp lại. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đã sẵn sàng, người bản địa liền phái một chiếc xe mở đường đến, rồi cứ vậy mà tạo ra một con đường vòng bên cạnh. Lúc này Jonah đang trú ẩn cũng thấy được chuyện này, liền vội vàng đi theo bọn họ. Rất nhanh, đoàn đua xe đã thành công vượt qua rào cản. Trước sự bất lực của đám cảnh sát, hết cách, bọn họ chỉ đành lái xe đuổi theo. Sau đó thả một chiếc búa qua cửa sổ, trực tiếp làm vỡ kính trước xe của bạn Roy. Nhưng họ không do dự mà đạp bay nó ra, rồi tiếp tục cuộc đua thú vị này. Nhưng cũng chẳng đi được lâu thì trời bất ngờ đổ mưa, khiến bọn họ đành phải tạm thời đến tiệm sửa xe. Bên này, Roy chưa đi được bao xa thì đã gặp phải một đội cảnh sát khác. Nhận thấy bản thân sẽ không thể vượt qua đó, Roy liền dứt khoát quay xe. Sau đó chọn một lối nhỏ để tiếp tục cuộc đua. Thấy vậy, vài người khác cũng vội bám theo. Tiếp đó, Jonah không ngừng công kích Roy. Và cuối cùng, hai cha con anh đã bị đẩy ra khỏi con đường này. Mà cứ vậy lao nhanh xuống núi, cuối cùng chiếc xe đã bay ra khỏi vách đá. Nhưng may mắn là Roy đã kịp thời phản ứng lại mà nhảy lên nóc một chiếc xe chở hàng. Vì vậy, hai cha con mới thoát được một mạng. Điều này khiến họ vô cùng phấn khích, khoảng cách giữa hai cha con cũng được kéo gần lại. Sau đó, Roy liền vào số đạp ga, rồi dứt khoát lao xuống khỏi chiếc xe chở hàng. Sau đó lại tiếp tục chinh phục cung đường đua khó nhằn này trong lúc bọn họ đang vui vẻ nói chuyện. Vô tình, Nina kể về việc mình đã động tay vào xe của cha trước trận chung kết, khiến Roy hả hốc mồm kinh ngạc đến cạn lời với cô con gái nhỏ này rồi. Rất nhanh, bọn họ đã đi được một nửa chặng đường. Bên này, hai gã cảnh sát vẫn không ngừng đuổi theo, sau đó còn huy động thêm lực lượng để chặn đường và những chiếc xe tuần tra phục vụ cho việc bắt giữ. Mặt khác, Roy và Jonah đã lên được phà cùng lúc, nhưng khi những người bạn của Roy đến nơi thì đã thấy nó vừa rời đi. Không do dự, tóc vàng liền lái xe lao ra thể hiện một màn bay ảo ma Canada. May mắn bọn họ đã thành công lên được phà. Lúc này cả nhóm mới được thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai lão cảnh sát lại chậm một bước, vì vậy đã không kịp lên được phà. Chỉ đành ngắm em từ phía xa. Nhưng không lâu sau, một rào cản đã được giăng sẵn, chỉ đợi chiếc phà chờ bọn họ cập bến. Thấy vậy, một người phụ nữ cùng nhóm đã lái máy xúc lật đi ra, trực tiếp dọn dẹp mọi vật cản mà cảnh sát dày công dựng lên. Thấy vậy, nhóm đua xe liền vội vàng chạy thoát. Đã nhiều ngày trôi qua không được nghỉ ngơi, khiến ai nấy đều có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố banh mắt ra để tiếp tục cuộc đua. Mọi người cùng tận hưởng vẻ đẹp ngoài khung cửa kính ô tô này nhé! Rất nhanh, khoảng cách đến đích chỉ còn hơn 100 km. Tuy nhiên, đám cảnh sát không hề buông tha, mà vẫn tiếp tục truy bắt bọn họ. Mặt khác, Roy đuổi lại gặp sự cố, khi một chiếc lốp xe của anh đã bị thủng, khiến Roy đành phải dừng lại sửa chữa. Thấy vậy, Nina không ngừng than vãn và cho rằng kết quả đã quá rõ ràng. Roy hoàn toàn không còn cơ hội để chiến thắng, khiến anh rất tức giận. Không lâu sau, Roy đã sửa xong, rồi cả hai lại tiếp tục hành trình. Nhận thấy mình đã bị bỏ lại quá xa, Roy đành quay xe đi vào ngọn núi bên cạnh. Chiếc xe không ngừng băng qua mọi địa hình hiểm trở. Điều đó làm Roy liên tục bị va đập. Nhờ kỹ năng lái cực đỉnh của Roy, anh đã cho chiếc xe bay thẳng xuống khỏi vách núi và tiếp đất một cách thành công mỹ mãn. Nhờ đó mà Roy đã đuổi kịp những người khác. Tuy nhiên, lúc này anh lại rất đau đớn vì vai đã bị chật khớp. Nhưng cơ hội đó, Jonas liền vượt lên phía trước. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Vì đã dần đến hồi kết, ai nấy đều ra sức vượt lên phía trước.
Cuối cùng Jonas đã thành công dẫn đầu. Thấy vậy Roy liền lấy lại tinh thần mà nhịn đau chỉnh lại khớp vai, sau đó lao lên tranh đấu với Jonas. Và cuối cùng cũng thành công vượt mặt anh ấy. Tuy nhiên một người bạn của Roy đã qua đời trong trận đấu. Vì vậy anh đã nhường lại cơ hội chiến thắng cho ông ấy. Cuối cùng bọn họ đã đến đích và thành công về trước Jonas. Khiến mặt anh ta tối sầm lại, chắc hẳn từ nay sẽ không còn dám khiêu khích Roy nữa. Đúng lúc này đội cảnh sát cũng tới nơi để bắt bọn họ đi. Diễn biến các phần sau sẽ ra sao thì mọi người hãy cùng Queen đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận được phần 2 nha. Ở phần trước sau khi cả nhóm đã hoàn thành cuộc đua dài kỷ lục, thì một người bạn của Roy đã không may qua đời. Vì vậy cả nhóm đã làm nghi thức tiễn đưa. Bất ngờ ông ấy lại tỉnh dậy trên xe. Trong lúc nguy cấp, ổng kịp thời kích hoạt chế độ bay, khiến một đôi cánh khổng lồ xuất hiện, đưa ông thành công thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đột nhiên người mẹ quá cố xuất hiện muốn dẫn ông theo. Vì vậy mà đôi cánh đã vỡ vụn ra, khiến cả chiếc xe cứ vậy mà lao thẳng xuống. Sau chuyện đó ông ấy phải gắn bó với chiếc xe lăn vĩnh viễn. Bên này sau 2 năm đi tù vì tham gia cuộc đua bất hợp pháp đó, cuối cùng Roy cũng được trả lại tự do. Cuộc sống lúc này của anh đã ở tầng đáy của xã hội, nhưng điều đó không làm Roy nản lòng. Anh đã đến một trạm xăng để xin việc, với mong muốn có thể đưa cuộc sống trở lại đúng hướng. May mắn là anh đã được nhận vào làm. Tuy nhiên buổi tối trong lúc ra về, Roy lại đi một đám lạ mặt bắt đi. Sau đó bọn chúng đưa anh đến một nhà kho tối tăm. Đột nhiên những ánh đèn được bật lên, chiếc xe ở giữa không ngừng tạo ra một làn khói trắng. Mà người đó lại chính là bạn gái đang mang thai của Roy. Cô cùng vài người bạn đã tổ chức buổi bữa tiệc chào đón anh. Trong lúc bọn họ đang vui vẻ ăn mừng, thì đột nhiên một đám người chạy xe đi tới, mà người dẫn đầu lại chính là con gái anh. Điều này khiến Roy há hốc mồm kinh ngạc. Hai cha con cuối cùng cũng được đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Sau đó Nina còn giới thiệu bạn trai mình cho cha. Không ngờ mới chỉ 2 năm thôi con gái đã lớn như vậy rồi. Nhưng bọn họ chưa kịp vui mừng được lâu, thì một đoàn xe khác lại chạy tới, mà người cầm đầu lần này là tên đầu chọc. Vì nghe danh Roy đã lâu nên hắn muốn thách anh tham gia một cuộc đua mới. Nghe vậy Roy liền từ chối vì không muốn đi vào vết xe đổ của chính mình. Tuy nhiên bạn trai của Nina lại đồng ý tham gia. Bọn họ chọn cách ném phi tiêu để chọn quãng đường đua. Không ngờ rằng cuộc đua này lại dài hơn những gì tưởng tượng và phải đi qua những nơi có băng tuyết. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cả nhóm vẫn quyết định không thay đổi quãng đường. Thấy vậy Roy vẫn mặc kệ mọi thứ vì nghĩ rằng con gái sẽ không tham gia vào. Nhưng sáng hôm sau trong lúc anh đang làm việc, thì đột nhiên Nina và bạn trai đi đến, nói cha về việc mình cũng tham gia vào cuộc đua. Nghe vậy Roy hết lời ngăn cản, nhưng Nina bướng bỉnh vẫn không chịu nghe theo. Buổi tối Roy liền lôi con chiến mã đã phủ đầy bụi ra, để chuẩn bị lên đường ngăn chặn con gái. Nhưng đúng lúc này vợ cũ lại đi đến. Cô ấy yêu cầu Roy phải đưa mình đi tìm con gái, rồi leo lên xe mà nhất quyết không chịu rời đi. Thấy vậy bạn gái đành kêu Roy hãy đi cùng cô ấy. Hết cách hôm sau Roy liền chở theo vợ cũ đến địa điểm đã hẹn. Vừa xuống xe hai bên đã lao vào tranh đấu kịch liệt. Tuy nhiên Nina vẫn nhất quyết không trở về cùng hai người. Đúng lúc này người bạn của Roy đi đến. Mặc dù đã ngồi xe lăn nhưng đam mê vẫn không thể bỏ. Vì vậy mà ông ấy đã thuê tài xế lái xe để tham gia vào cuộc đua lần này. Sau khi chào hỏi ông ấy vài câu Roy liền cưỡng ép đưa con gái xuống khỏi xe. Nhưng trong lúc đáp trả bạn trai Nina, Roy đã vô tình khiến một người khác bị thương. Ngay lập tức hai bên liền lao vào đập nhau túi bụi, mãi cũng chẳng phân được thắng thua. Phải đến khi đầu chọc lên tiếng ngăn cản, thì mọi chuyện mới dừng lại. Sau đó cả nhóm đã bắt đầu tham gia cuộc đua. Thấy vậy Roy liền đứng chắn trước xe con gái, nhưng điều đó không hề khiến cô ấy chùn bước, mà kêu bạn trai hết văng cha mình đi, rồi cứ vậy mà tham gia vào cuộc đua. Lúc này bọn họ không ngừng đại náo đường phố, liên tục lạng lách đánh võng với tốc độ cực cao. Bên này Roy chẳng còn cách nào khác, đành phải tiếp tục đuổi theo phía sau. Lúc này cả nhóm chưa đi được bao xa, thì một chiếc xe đã phi quá nhanh, dẫn đến việc bay lên nóc nhà và bị mắc kẹt lại, thẳng cánh đưa một người ra khỏi cuộc chơi. Không lâu sau bọn họ đã đi tới nơi ngập tràn băng tuyết, dẫn đến tầm nhìn xa bị giảm xuống. Cung đường đua cũng trở nên trơn trượt hơn. Không lâu sau tên đầu chọc cùng đám đàn em đi tới, bọn chúng đã về lấy Roy, sau đó còn không ngừng công kích anh. Thấy vậy Roy liền ra sức phản kháng, nhưng vì chưa thay được lốp chống trượt, nên Roy dễ dàng bị đá văng ra khỏi đường đua. May mắn là anh và vợ cũ vẫn bình an vô sự, sau đó hai người đành phải đi đến một quán sửa xe gần đó. Cuối cùng cũng thay được lốp chống trượt, rồi hai người lại tiếp tục lên đường. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã bắt gặp Tóc Xoăn.
Anh ấy liền nhờ Roy đưa mình đến gặp người bạn bị liệt. Thế là bọn họ cũng gặp lại nhau sau 2 năm xa cách. Nhưng đối mặt với Tóc Xoăn, khiến ông vô cùng tức giận. Điều đó càng làm anh Tóc Xoăn cảm thấy áy náy hơn, mà không ngừng xin lỗi ông ấy. Nhưng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khiến mình phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Bên này Nina cùng đám bạn không ngừng trêu đùa cảnh sát, sử dụng những kỹ năng cực đỉnh liên tục qua mặt họ. Điều này khiến cả đám vô cùng phấn khích. Để tăng độ khó hơn cho cuộc đua, cả nhóm đã lái xe lên núi tuyết cao ngất ngưỡng. Đám cảnh sát cũng không ngừng đuổi theo phía sau. Đây đúng là một thử thách lớn cho những tay đua. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ thua cuộc. Thậm chí con xế yêu cũng bị san bằng. Lúc này Nina và bạn trai không ngừng vượt qua mọi địa hình hiểm trở. Thậm chí họ còn bị lộn nhào. Nhưng càng như vậy thì họ càng trở nên phấn khích hơn, mà ra sức chinh phục quãng đường khó nhằn. Cảnh sát cũng chỉ bó tay để cho đám nhóc con trêu đùa. Cuối cùng đành thông báo chuyện này với đội đặc nhiệm liên bang. Rất nhanh bọn họ đã tạo ra một rào cản bằng tuyết, chỉ đợi tóm gọn cả nhóm. Không lâu sau đội đua xe đã tới đây, thấy vậy một cô gái không sợ chết mà lao lên mở đường. Rất nhanh đã thành công vượt qua rào cản, nhưng lại bị một chiếc xe đẩy chặn lại. Anh chàng thứ hai không chùn bước mà lao lên thử thách, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi đống tuyết cao ngất ngưỡng. Thấy vậy những người còn lại liền dứt khoát quay xe, sau đó đành chọn con đường trên mặt băng. Tất cả các xe đã vào hết vị trí trên mặt băng, kể cả bố mẹ Nina cũng đã bám đuổi theo sau. Thi đấu trên mặt băng thì phải càng thật cẩn thận, nhưng team đua này thì lại khác. Họ cật lực thốc ga đá số vít hết tốc. Càng có cảm giác nguy hiểm thì lại vẻ mặt của những thanh niên mới lớn lại càng tỏ ra sự thích thú hiện rõ lên trên khuôn mặt. Những người đi câu thì cứ há mốc mồm không biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên chưa đi được bao xa thì đã bị đường đi của một con tàu chặn lại, khiến cả nhóm phải men theo nó để chạy trốn. Nhưng trước mặt lúc này đã hiện ra một con sông lớn. Thấy vậy ai nấy đều ra sự tăng tốc để có thể vượt trước con tàu sang bờ bên kia. Lúc này khoảng cách đã rất ngắn, phía sau thì cảnh sát đuổi ngay sát. Mọi người cùng nín thở theo dõi nút thắt này nhé! May mắn họ đã thoát chết trong gang tấc. Lúc này chỉ còn lại chiếc xe của Roy chưa qua được. Nhận thấy cảnh sát đang tiến về phía mình, Roy quyết định mạo hiểm, tận dụng kỹ năng thần sầu của mình, mà dùng một tảng băng để đưa chiếc xe sang bờ bên kia. Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của Roy đã được áp dụng. Không ngoài dự đoán, Roy thành công một cách xuất sắc. Đám cảnh sát thấy vậy cũng đòi làm theo. Nhưng chỉnh của các chú vẫn non và xanh lắm. Tuy nhiên hai lão cảnh sát vẫn thành công bơi vào bờ. Sau đó mượn tặng quần áo của những người câu cá gần đó mà tiếp tục đuổi theo bọn họ. Không lâu sau Roy cũng bắt gặp Nina, nhưng cô nhóc vẫn nhất quyết không chịu xuống xe mà lại nhân cơ hội để chạy thoát. Thấy vậy vợ cũ liền trút giận lên chiếc xe của Roy, sau đó còn bắt anh tiếp tục đuổi theo con gái, khiến bầu không khí trở nên rất khó chịu. Sau chuyện đó Nina cũng cảm thấy rất áy náy. Không lâu sau nhóm đua xe đã đi qua một trạm kiểm soát, nhưng hai lão cảnh sát đen đủ lại vượt qua vào những giây cuối, trực tiếp biến hóa thành xe mui trần. Thấy vậy một tên sợ đái ra quần, liền từ bỏ cuộc rượt đuổi ngay giữa chừng, chỉ để lại anh cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục đuổi theo. Phía khác độ của ông già đã bị bỏ xa, thấy vậy ông ấy hiền kêu Tóc Xoăn cầm lái. Điều này cũng ngầm thể hiện rằng ông đã tạm tha thứ cho anh. Nhờ kỹ thuật tuyệt cú mèo của Tóc Xoăn mà chiếc xe lao như bay trên đường. Phía khác vợ cũ của Roy không ngừng ngồi bên cạnh càm giảm và trách móc anh đủ điều, khiến Roy không thể chịu nổi nữa mà để lại cô ấy ở bên đường. Nhưng mà phải dùng đến dục nhục kế. Không lâu sau một chiếc xe cảnh sát bất ngờ đi tới. Thấy vậy vợ cũ của Roy liền vội cản lại, rồi cùng lên đường với anh cảnh sát. Rất nhanh Roy cũng đuổi kịp con gái. Sau thời gian dài cuối cùng Nina cũng nghĩ thông, cuộc vui đến đây là tàn, mà quyết định cùng cha trở về. Nhưng tâm trạng của Nina vô cùng tệ. Vì vậy cô đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình đối với Roy và trách móc anh là một người cha tồi. Nghe vậy Roy rất buồn mà nói rằng mình đang cố để trở thành một người cha tốt. Nhưng Nina kể ra sự thiếu vắng của anh từ nhỏ đối với mình. Những việc mà người cha bình thường làm thì Roy hoàn toàn không thể, ngay cả sinh nhật của cô, Roy còn quên mất.
Thứ duy nhất Nina cần chỉ đơn giản là tình thương của cha. Và trách ông tự dưng lại ngăn cản mình tham gia cuộc đua. Nghe vậy Roy chỉ biết im lặng. Cuối cùng anh đã quyết định quay xe để hoàn thành mong muốn của con gái. Điều này mới khiến cô nhóc vui vẻ trở lại. Rất nhanh khoảng cách đến đích chỉ còn lại 100 cây số. Ai nấy đều ra sức lao về phía trước. Tuy nhiên muốn sang được Merman thì phải có hộ chiếu, nhưng do lại không hề có nó. May mắn là hai người đã gặp được những người bản địa và nhờ họ giúp đỡ đến đó mà không cần hộ chiếu. Phía khác trong lúc nhóm của anh tóc xoăn tưởng rằng sẽ thắng cuộc đua, thì đột nhiên ông già lại bị Tào Tháo đuổi, khiến bọn họ đành phải dừng xe lại. Nhưng đúng lúc này thang máy bị kẹt không thể đi xuống. Trong lúc nguy cấp ông già cứ vậy mà nhảy xuống, sau đó vội vàng lao về phía trước. Thấy vậy hai người còn lại đứng hình mất 5 giây. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Khi ra ông ấy chỉ giả liệt mà thôi. Cuối cùng tóc xoăn cũng chút được cánh nặng trong lòng. Sau đó cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Bên này dân bản địa đã giúp Roy đến được đường quốc lộ. Roy người xuống bắt tay mấy anh em bản địa, chia tay nhau tại ngã ba này và tiếp tục trở lại đường đua. Chả mấy chốc đã theo được đoàn, thì gặp ngay anh bạn trai của con gái chặn đường. Thuyết phục một hồi thì Nina hết dỗi và quyết định lên xe cùng anh bạn trai. Ông Bo cố gắng giành giật cái top 1 này. Con vợ đầu chọc đang dẫn đầu nhưng vì mải ngủ, cộng thêm việc đường băng trơn, thế là mất lái và văng vào vực tuyết. Những kẻ lắm tài nhiều tật thì luôn có những thủ đoạn sẵn trong ví. Hắn mở luôn bài ngửa, đẩy người có lòng tốt cứu người xuống đi tạm con Lamborghini đã hư đó. Rồi té lên xe thì đúng lúc gặp Roy tạt qua. Và rồi hai người cạnh tranh nhau tốc độ. Tại một trạm nạp nhiên liệu thì cảnh sát và vợ cũ của Roy bắt gặp xe vàng. Hai người lúc này không khác gì tảng băng. Di chuyển thì không khác zombie là mấy. Cũng vì vậy mà đối tượng trước mặt, tay cầm còng mà không thể cho vào trong được. Nhìn cảnh Roy chạy trước mặt mà bất lực, vì vậy họ liền trộm một chiếc xe để đuổi theo. Lúc này khoảng cách tới đích đã rất ngắn. Ai nấy đều hết ga hết số, lao nhanh với tốc độ bàn thờ. Sau đó không ngừng đấu đá nhau. Nhưng đúng lúc này một đoàn tàu đi qua, khiến Roy bị bỏ lại phía sau. Nhanh trí anh liền đi vào một con đường sắt. Đúng lúc này bạn gái của Roy cũng tới bệnh viện và hạ sinh thành công. Cuối cùng Roy cũng về đích đầu tiên, trước sự căm phẫn của lão đầu chọc. Đúng lúc này anh nhận được bức ảnh đứa con mới trao đời. Niềm vui được nhân đôi khiến anh vô cùng hạnh phúc. Bất ngờ tên cảnh sát cũng đuổi tới nơi. Tuy nhiên lại bị quân đội Nga bao vây vì tội ăn trộm xe. Thấy vậy cả nhóm liền bỏ chạy tụt quần. Nhưng lão đeo kính lúc này vẫn ngồi ở cầu thang, không kịp nghĩ nhiều tóc xoăn liền lái xe đi. Nhưng ông già đen đủi vẫn bị hất văng xuống đường. Mà đúng lúc này một chiếc xe tải lao tới. Đã bao giờ bạn nhìn thấy cách đón dâu chất như thế này chưa? Một đoàn xe đang chạy đua điên cùng trên đường núi quanh co cao ngất ngưởng. Thì Jonah mồm lông là người đã khởi xướng vụ này. Nếu ai lên tới đỉnh núi đầu tiên thì sẽ giành được cô dâu. Nghe vậy chú rể Roy liền ngay lập tức xuất phát. Đi theo phía sau là những chiếc xe sang của bạn anh. Nhưng đúng lúc này một chiếc xe màu đỏ lại đột nhiên vọt lên, rất nhanh đã vượt qua nhiều đối thủ mà chiếm vị trí thứ tư. Thấy vậy bạn của Roy còn định sẽ chạy trước nó. Nhưng khi biết rằng chiếc xe đó là Porsche 991, thì hai người cũng chỉ còn cách nhường đường. Vì biết rằng có cố cũng chẳng thể thắng nổi. Rất nhanh chiếc Porsche màu đỏ đã vượt lên vị trí thứ ba. Nhận thấy tình hình không ổn, Runner liền lái xe xoay một cú để chắn ngang đường, muốn ngăn không cho chiếc Porsche đỏ vượt lên. Tuy nhiên chỉ cần nó đụng nhẹ một cái, đã khiến Runner bay thẳng xuống vực. Lo lắng cho người anh em Roy gọi điện hỏi thăm. May sao Runner vẫn bình an vô sự. Sau khi khúc máy Roy liền lập tức tăng tốc, cố gắng ngăn không cho chiếc Porsche màu đỏ vượt lên phía trước. Nhưng chẳng lâu sau nó đã thành công đứng vị trí đầu tiên. Mà bất ngờ thay người lái chiếc xe đó là một cô gái. Thấy vậy Roy không can tâm, mà đá hết ga hết số phi như bay trên đường. Nhưng cô gái kia cũng không phải tầm thường mà trực tiếp đánh lái, khiến Roy cứ vậy mà đi băng băng trên lan can. Nhưng rất nhanh anh đã vượt qua được cô ta mà lao lên dẫn đầu. Tuy nhiên Roy cũng chẳng vui mừng được lâu, bởi chiếc Porsche đỏ đã rất nhanh giành lại vị trí dẫn đầu. Thấy vậy cô dâu đã trở nên rất lo lắng.
Sau đó người phụ nữ liền vội vàng tiến về phía cô ấy. Thì ra cô gái này là bạn thân của cô dâu. Cô ấy hoàn toàn không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Vì trong bữa tiệc tối hôm qua cô đã thử lòng rồi, nhưng anh lại không hề né tránh mà hôn cô ấy. Vì vậy mà cô không muốn gả bạn thân cho Roy. Nghe vậy anh liền giải thích rằng, hôm qua mình đã uống say và chẳng nhớ gì cả. Điều này khiến cô dâu tức giận liền trực tiếp rời đi, không thể nghe thêm bất cứ lời nói nào của Roy nữa, mà quyết định sẽ rời đi cùng bạn thân. Thấy rằng chuyện này không công bằng, một người bạn của Roy liền nói rằng họ phải tái đấu. Nghe vậy cô gái liền gật đầu đồng ý. Ba ngày nữa gặp nhau tại đường đua Nürburgring tại Đức. Chiếc Mustang vàng của Roy sẽ đấu với xe đỏ của cô ấy. Nói xong người cụ nữ liền dẫn theo cô dâu rời đi. Tuy nhiên Roy lại cảm thấy rất lo lắng, vì đây là một trong những cung đường đua khó khăn nhất trên thế giới. Mà anh cho rằng Mustang thì làm sao thắng được Porsche. Thấy vậy con gái liền đi đến cổ vũ. Lúc này Roy mới quyết tâm phải theo đuổi tình yêu của mình. Ngay sau đó anh cùng con gái và người bạn lập tức xuất phát. Thời gian rất nhanh đã trôi qua. Cuối cùng họ đã đặt chân sang được nước Đức. Nhưng chưa đi được bao xa thì cả nhóm đã bị một đoàn đua xe khác chặn lại. Bọn chúng liền đưa họ đến một bến tàu gần đó. Điều này khiến ai nấy đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này tên mùm lông cầm đầu đi tới. Vì biết được tay đua huyền thoại của Na Uy đến đây, nên ông ta muốn thử đọ sức với anh. Nhưng điều đó lại bị Roy từ chối thẳng thừng. Thấy vậy lão mùm lông liền khiêu khích, khiến đầu tròn mùm lông cảm thấy bất bình thay. Liền tiến tới vèo má lão mùm lông. Điều đó khiến ông ta rất tức giận, liền sai đàn em ném đầu tròn xuống sông, nhưng anh vẫn không biết sợ mà khiêu khích. Để giúp đầu tròn mùm lông được tọa nguyện, lão mùm lông liền cho chiếc sĩ yêu của anh tắm cùng luôn. Roy thấy vậy liền đồng ý tham gia trận đua và nói rằng người thắng sẽ lấy xe của kẻ thua. Ngay lập tức cuộc đua đã bắt đầu. Cuối cùng Roy cũng thành công về đích trước. Sau đó lão mùm lông liền ném chìa khóa xe mình cho anh. Nhưng lúc này động cơ của Ford Mustang cũng hỏng hoàn toàn. Thấy vậy bọn họ chỉ đành gọi cứu hộ đến. Sau đó đưa xe của Roy đến Gaza để sửa chữa. Nhưng sáng mai họ phải tham gia trận đấu ở Nürburgring rồi. Lại còn đua với Porsche nữa. Nghe vậy anh chủ Gaza cũng bó tay. Chẳng phải sẽ chắc chắn thua rồi sao? Trong khi mọi người tưởng chừng không còn hy vọng nữa, thì anh chủ Gaza bất ngờ nảy ra một ý hay. Đó là thay thế động cơ xe của lão mồm lông vào chiếc Mustang của Roy. Rất nhanh bọn họ đã bắt tay vào sửa chữa. Trong lúc đó, ông chủ Gaza cũng nói về quá khứ huy hoàng của mình. Nhưng cuối cùng anh ấy đã từ bỏ nó để chọn gia đình của mình. Điều này khiến Roy rất nể phục. Sau đó anh ấy còn mang con xế yêu ra cho Roy chiêm ngưỡng. Mặc dù sẽ không thua nữa, nhưng mơ ước vẫn cần phải có. Rất nhanh xe của Roy đã được thay động cơ mới. Nhưng vì thời gian không còn nên chỉ có thể chỉnh sửa trên đường. Sau đó bọn họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Đây đúng là một cuộc chạy đua với thời gian kỳ dị nhất. Lúc này trên đường cao tốc, bọn họ dùng chiếc xe của bạn Roy để kéo chiếc Mustang vàng của anh. Đồng thời Roy và người bạn già ở phía sau ra sức sửa chữa. Bên này đội cảnh sát nhận được tin có một chiếc xe chạy với tốc độ 300 km/h, liền lập tức vào vị trí. Họ cho rằng đây chắc hẳn là một chiếc Ferrari hoặc Lamborghini. Nhưng khi đám người của Roy lướt qua, đã khiến mấy anh cảnh sát đứng hình mất 5 giây. Sau đó liền lên xe vội vàng đuổi theo. Lúc này bọn họ vẫn đang ra sức sửa chữa chiếc Mustang. Trong khi hai người quay đầu lại, bất ngờ đã thấy xe cảnh sát đuổi theo phía sau. Mà con xe cổ của họ còn kéo theo cả chiếc Mustang, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Vì vậy anh bạn già đã trở về, rồi lập tức tháo bỏ khớp nối ra, khiến chiếc xe của Roy chú vậy mà dừng giữa đường. Sau đó nhóm bạn của anh cứ vậy mà chuồn trước, để lại Roy ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Đúng lúc này đội cảnh sát cũng đuổi tới nơi. Điều này làm Roy lập tức thức tỉnh, mà vội vàng tháo khóa. Lúc này cảnh sát đã xuống xe đuổi theo. Nhưng vào những giây phút cuối Roy đã thành công chạy thoát. Điều này khiến hai lão cảnh sát rất tức giận, liền tiếp tục lái xe đuổi theo và quyết phải bắt Roy bằng được. Bên này tên mùm lông đã tìm tới Gaza ô tô để truy tìm tung tích của Roy. Cuối cùng cũng biết được anh đang trên đường đến cuộc đua. Sau đó lão ta còn không quên cảnh cáo rằng sẽ xử lý anh ấy sau.
bên này chỉ còn vài tiếng nữa là cuộc đua sẽ diễn ra. Vì vậy, Roy đã bước xuống lái xe thay con gái, và họ phải đến đó một cách nhanh nhất. Đúng lúc này, cảnh sát cũng đuổi kịp. Thấy vậy, anh liền hết ga hết số, mà vội vàng lao vụt đi. Đám cảnh sát cũng cắm đầu đuổi theo, nhưng chưa đi được bao xa, thì đã thấy một người công nhân ra hiệu phía trước có nguy hiểm. Nhưng Roy cũng chẳng thể nghĩ nhiều, mà cứ vậy lao về phía trước. Không lâu sau, rào cản đã xuất hiện, khiến Roy đành phải dừng xe lại. Đúng lúc này, cảnh sát cũng tới nơi. Trong khi bọn họ đang vô cùng đắc ý, tưởng rằng Roy sẽ nằm gọn trong tay, thì đột nhiên anh lại lái xe về phía sau để lấy đà. Điều này khiến đám cảnh sát há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Roy cứ vậy mà lao ra khỏi lan can, thể hiện một màn bay xe cực kỳ mãn nhãn. Sau đó thành công hạ cánh trên con tàu chở hàng. Thấy vậy, anh cảnh sát không cam tâm cũng vội làm theo. May là trình của gã này cũng tạm ổn mà tiếp đất an toàn. Lúc này hai chiếc xe đã đối đầu với nhau. Thấy vậy, Roy liền lái xe nấp sau thùng hàng, rồi lẩm bẩm tính toán các thứ. Sau đó Roy liền dùng tốc độ bàn thờ mà chạy lên dốc đuôi tàu, khiến chiếc xe quay vài vòng trên không, rồi cứ vậy mà hạ cánh một cách trơn tru. Thấy vậy, anh cảnh sát cũng đòi học theo, nhưng các chú tuổi gì mà sánh được với anh. Cuối cùng Roy cũng thành công cắt đuôi được đám cảnh sát. Không lâu sau, hai cha con đã đến được địa điểm hẹn trước. Nhưng đúng lúc này, tên mùm lông cũng tới đây. Vì muốn lấy lại động cơ của mình, hắn ta liền yêu cầu đua lại. Sau đó anh chủ Gaza cũng tới nơi để cùng góp vui với bọn họ. Rất nhanh, bốn chiếc xe đã vào vị trí sẵn sàng. Sau đó cuộc đua cũng bắt đầu. Tuy nhiên chiếc xe của Roy lại bất ngờ không khởi động được. Thấy vậy, anh không từ bỏ mà cố gắng nhiều lần khởi động lại. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười với anh. Sau đó Roy vội vàng đuổi theo. Lúc này Toyota đã vượt lên trước vô chơi nhờ màn đóng cua điều luyện, muốn khống chế tốc độ để Roy có thể theo kịp. Nhưng sau một hồi cố gắng thì anh chủ Gaza đã không thể tiếp tục chống cự, mà trực tiếp bị tên mùm lông vượt lên đâm trúng, khiến chiếc xe của họ trực tiếp bị đá văng ra ngoài. Nhưng may mà lúc này Roy cũng chạy tới nơi. Thấy vậy, bọn họ lại cùng nhau tiếp tục đuổi theo. Lúc này Roy đã cách cốt chờ không xa, chẳng mấy chốc họ đã bám sát bùi hai người còn lại. Sau đó Mustang cùng chiếc Toyota vội vàng tăng tốc, thành công vượt trước lão mùm lông, khiến lão giả tức đến xì khói. Rất nhanh ba người ở phía trước đã không thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Thì ra lão mùm lông đã rẽ vỏ con đường tắt bên cạnh, rồi cứ vậy mà thành công vượt lên vị trí thứ nhất. Thấy vậy, Porsche đỏ cũng không chịu thua liền tăng tốc vượt lên. Lúc này trận đua đã gần kết thúc. Cảm thấy tình hình không ổn, Toyota liền ra sức ngăn tên mùm lông lại, tạo cơ hội cho Roy vượt lên phía trước. Sau đó lao như vậy đến chỗ Porsche đỏ. Rất nhanh Roy đã bám được theo ngay phía sau, rồi nhân cơ hội ở khúc cua mà phản công, trực tiếp vượt mặt người phụ nữ. Cuối cùng cũng tới vạch đích đầu tiên. Sau đó Roy và bạn gái đã thành công trở về bên nhau. 3 phần phim đường đua rực lửa đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các review tiếp theo.